trong chương trình Sinh viên nói về sinh viên của cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn thân mến, kỳ thi đại học năm 2014 vừa mới kết thúc và có lẽ đây là khoảng thời gian hồi hộp nhất đối với hàng trăm ngàn sĩ tử trên khắp đất nước bởi đang chờ đợi kết quả thi của mình. Chúng ta hãy cùng chúc cho các thí sinh đạt kết quả thi tốt nhất để bước vào ngôi trường theo đúng nguyện vọng của mình và thực hiện ước mơ. Trong chương trình Sinh viên nói về sinh viên số lần này, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới đội sinh viên tình nguyện, những người bằng sức trẻ, bằng nhiệt huyết, luôn luôn sát cánh cùng các sĩ tử và người thân trong suốt kỳ thi đại học. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng dõi theo các hoạt động của đội sinh viên tình nguyện Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp sức mùa thi là một trong những chiến dịch chủ chốt của hoạt động tình nguyện hè hàng năm. Ngày 6 tháng 7, Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2014 với sự tham gia của 125 tình nguyện viên, nòng cốt là đội sinh viên xung kích. Đội ngũ này sẽ trực tiếp hỗ trợ tại các địa điểm tuyển sinh của trường và tại các bến xe theo phân công cụ thể. Sau lễ ra quân, các tình nguyện viên bắt tay ngay vào công việc của mình. Từ hôm ra quân là 30 tháng 6 thì nhóm mình đã triển khai đi tìm nhà trọ giá rẻ và giá hợp lý cho các thí sinh và người phụ huynh lên đây có thể trọ để nghĩa là họ có thể có nơi ăn ở nó hợp lý và thoải mái trong quá trình cả kỳ thi. Và tiếp theo là mình cũng liên lạc với một số bác xe ôm ở khu vực gần thi và để mình đã đề ra giá cả hợp lý nhất cho các em thí sinh để di chuyển hợp lý. Và tiếp theo bọn mình cũng được tập huấn cho các bạn tình nguyện viên ở đây là trong cách phân làn, cách nói chuyện với các bạn để có thể là sắp xếp xe cộ và nhắc nhở các bác đứng đợi thí sinh thì nó hợp lý cho để tránh tắc đường và đảm bảo an toàn giao thông. Ngày thí sinh tới trường làm thủ tục dự thi, thời tiết không mấy thuận lợi. Thí sinh và người thân từ nơi xa tới còn lạ lẫm với đường xá thủ đô, nay lại càng khó khăn hơn trong việc di chuyển dưới cơn mưa rào đột ngột. Nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ sinh viên tình nguyện, những khó khăn ấy được xua tan đi phần nào. Từ việc chỉ dẫn cho thí sinh vào phòng thi làm thủ tục, cho tới việc hỗ trợ giữ trật tự an toàn giao thông đều được thực hiện rất nghiêm túc và quy củ. Bằng những vòng tay siết chặt, bằng những bài ca sinh viên vui nhộn, các tình nguyện viên vẫn hăng say với công việc của mình, không ngại nắng ngại mưa. Một điều đặc biệt trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay đó là có đội ngũ xe ôm tình nguyện được bố trí ở bến xe và các địa điểm thi. Nhờ đó, sĩ tử cũng như người thân đã tiết kiệm được một khoản lớn chi phí đi lại và cũng yên tâm tránh được nạn chặt chém thường thấy ở những mùa thi năm trước. Các tình nguyện viên còn giúp đỡ sĩ tử và người thân tìm phòng trọ gần địa điểm thi với chi phí hợp lý nhất để thuận lợi cho việc nghỉ ngơi và đi lại. Màu áo xanh sinh viên mang trái tim tình nguyện rộn ràng vẽ nơi nơi chào mùa thi đang tới. Chào đón những thí sinh chúng tôi luôn hết mình đi đúng tuyến về đúng nơi. Cô tham gia rồi cũng chỉ cho đường cho cô là đến chỗ phòng trọ rồi đưa cho cô đến. Thế mà với cái thứ hai nữa là đến đây thì các bạn sinh viên tình nguyện thì rất là nhiệt tình, cũng trước mắt là như ngày hôm qua ấy, thì các bạn đã đến là đưa phiếu cho cô là bữa cơm miễn phí như ngày hôm qua, và hôm nay là các cháu cũng đưa nước cho cô để uống là trong khi chờ đợi cách để xua đi những cơn khát của những phụ huynh này đi thi chờ con. Cô cũng sốt ruột mà các phụ huynh ở đây cũng vậy, nên cô rất cảm ơn các cháu sinh viên tình nguyện ở đây. Hôm qua trời mưa là em được
một chị tình nguyện viên lúc em vào gửi xe xong là ra che ô cho em. Em cảm thấy như thế là các chị rất nhiệt tình. Em rất cảm ơn các chị, em xin hết ạ. Bước vào ngày thi chính thức, đội ngũ sinh viên tình nguyện hoạt động hết công suất. Các bạn ấy có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm. Mọi công tác chuẩn bị phải được sẵn sàng để phục vụ cho buổi thi diễn ra thuận lợi. Thời tiết Hà Nội những ngày này nắng mưa thất thường càng khiến cho nét mệt mỏi dễ thấy hơn trên khuôn mặt người nhà các sĩ tử, vốn đã lo lắng hồi hộp chờ đợi trong suốt thời gian thi. Bằng những chiếc quạt, những chai nước nhỏ, những câu chuyện chia sẻ buồn vui, các tình nguyện viên đã đồng hành cùng người nhà sĩ tử, phần nào xua tan nỗi mệt mỏi lo lắng của họ. Hoạt động tiếp sức mùa thi của đội sinh viên tình nguyện cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm, để từ đó có những suất cơm và bánh miễn phí cho thí sinh cùng người thân. Những suất ăn này đã làm ấm lòng của biết bao gia đình từ nơi xa đưa con tới, và quan trọng hơn, đó là những suất ăn được xuất phát từ tình người. Môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc, mỗi thí sinh ra về với một tâm trạng khác nhau. Những nỗ lực học tập trên một chặng đường dài sẽ gặt hái kết quả ra sao, các bạn ấy sẽ được biết trong ít ngày nữa. Chúc cho các thí sinh đạt kết quả thi thật tốt và hẹn gặp lại các bạn trong tháng 9 với vai trò là tân sinh viên. Ở xa đến đây cô vừa nhìn thấy môi trường ở của nhà trường như này thì cô cũng rất là vui. Cô cũng thấy, muốn thấy là cô cũng mong ước của con mình là cũng thi đỗ được vào trường này, vì con cô hôm nay chỉ cứ thi vào mỗi trường đăng ký ngay từ đầu là cháu thi vào trường này, nên cô cũng muốn mong muốn con mình cũng được là sinh viên của trong trường đại học này. Vâng, rất cảm ơn.